Kim Mi-soo, nữ diễn viên phim Snow Drop đột ngột qua đời, nguyên nhân không được tiết lộ. Truyền thông Hàn Quốc ngày 5 tháng 1 đồng loạt đưa tin nữ diễn viên Snow Drop Kim Mi-soo đột ngột qua đời vào hôm nay, hưởng dương tuổi 30. Hiện tại gia đình đang chuẩn bị tang lễ cho nữ diễn viên. Về nguyên nhân tử vong của Kim Mi-soo, hiện giờ phía cơ quan điều tra vẫn chưa chính thức công bố. Điều khiến công chúng chú ý chính là việc Kim Mi-soo đang xuất hiện trong drama Snow Drop với vai diễn Zhao Ziyomin. Theo một báo cáo độc quyền từ Osen, tang lễ của cô đã được chuẩn bị tại nhà tang lễ Sung Sim. Công ty quản lý Landscape Entertainment cũng đã xác nhận tin tức về việc Kim Mi-soo qua đời. Trong tuyên bố của mình được phát hành cho Star News, chúng tôi ở đây để cung cấp một tin tức đau lòng. Nữ diễn viên Kim Mi-soo đột ngột qua đời vào ngày 5 tháng 1. Gia đình tang quyến hiện rất đau lòng trước tin buồn đột ngột này. Chúng tôi xin chân thành đề nghị các bạn hạn chế tung tin đồn thất thiệt hoặc những thông tin đồn đoán để tang quyến những người đang bàng hoàng và đau buồn có thể tưởng nhớ đến người đã khuất. Tang lễ của cô sẽ được tổ chức lặng lẽ sau những cánh cửa đóng kín theo nguyện vọng của gia đình. Xin hãy cầu nguyện cho cô ấy và một lần nữa chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình người đã khuất. Kim Mi-soo đóng vai Zhao Ziyomin trong Snow Drop. Zhao Ziyomin là một trong những người bạn cùng ký túc xá của Eun Jong-ro do Ji-soo thủ vai. Trong phim, cô là sinh viên năm tư của ngành lịch sử. Ziyomin luôn tỏ ra là một con mọt sách chính hiệu khi lúc nào cũng đeo kính. Giữa những nữ sinh xinh đẹp lung linh, cô nàng lại không quá chú ý vẻ bề ngoài mà lúc nào cũng mặc đồ thể thao, đi dép ba màu. Tuy nhiên ngoài đời, Mi-soo lại vô cùng xinh xắn và luôn xuất hiện một cách chỉnh chu. Cô sở hữu gương mặt dễ thương ưa nhìn, đôi má bầu bĩnh đáng yêu. Nữ diễn viên cũng có phong cách ăn mặc dịu dàng, nữ tính khác hẳn với những gì khán giả nhìn thấy trên phim. Kim Mi-soo cũng có các vai diễn trong Hellboy, Zumi-sel và Hi Bye Mama. Sinh năm 1992, Kim Mi-soo bước chân vào ngành giải trí vào năm 2018 khi tham gia diễn xuất trong bộ phim Lipstick Revolution and Kiss Me Work của GTBC. Snow Drop có thể xem là bộ phim vô cùng sóng gió dù vấp phải nhiều tranh cãi nhưng đây vẫn là một trong những tác phẩm nhận được sự theo dõi đông của khán giả. Nguyên nhân là vì Snow Drop sở hữu hai ngôi sao có lượng fan khủng là Jisoo Blackpink và Jung Hae-in. Hiện tại Snow Drop đã phát sóng gần nửa chặng đường, nhưng dựa vào các tình tiết, khán giả đã dự đoán cái kết của phim sẽ đau lòng. Bởi xét nhiều khía cạnh, đặc biệt là việc phim lấy bối cảnh vào thời kỳ nhiều mất mát đau thương trong lịch sử, Snow Drop khó bỏ qua tình tiết dạng nhân vật chính sẽ gặp nhiều biến cố, đặc biệt là mối tình vô vọng của Yeon-ro, Jisoo và Soho Jung Hae-in. Điển hình là dù trải qua 7 tập phát sóng nhưng chuyện tình của họ vẫn chưa có hy vọng, chỉ xoay quanh những màn âm mưu giết chóc. Hơn nữa bài hát One Way Ticket mà nữ chính hát đầu phim dường như đang dự báo cái kết cô đơn dai dứt khi cả hai chịu cảnh âm dương cách biệt. Còn dựa vào nội dung chính của phim, cặp đôi cũng khó đến với nhau khi Soho là con trai của cục trưởng cục mặt trận thống nhất ở Triều Tiên, còn Yeon-ro là con gái của cục trưởng bộ an ninh ở Hàn Quốc. Xét về thân phận, cả hai là thù địch, không cùng chiến tuyến. Ngoài ra, với poster phim là ảnh đen trắng, khiến nhiều người suy đoán phim có cái kết tang thương. Teaser của Snow Drop cũng hé lộ những lời độc thoại của nam chính như: "Nếu như tôi chỉ là người bình thường, nếu như tôi không gặp em", dường như để ám chỉ sự hối hận của Soho sau cái chết của Yeon-ro. Chính những tình tiết này cho thấy phim khó có cái kết viên mãn dành cho cặp đôi chính.